Nhóm mình là bao nhiêu bạn vậy em? Dạ chị là dạ chị tổng số là 166 ạ. Rồi, à, bây giờ là 2 giờ rồi ha, chị sẽ chờ thêm 5 phút nữa, đúng 2 giờ 5 sẽ bắt đầu bài học nha. Rồi các bạn cho chị hỏi là các bạn có thấy được cái màn hình bên chị chưa? Thấy Dạ rồi. thấy rồi. Rồi thì cái phần hôm nay chúng ta sẽ có hai bài ha. Cái thứ nhất là chuyên đề táo bón. Thì chuyên đề táo bón này là mục tiêu của sau đại học chứ không phải là mục tiêu của Y4. Mục tiêu của Y4 tất cả các nhóm các em là chỉ gồm bệnh án tiêu chảy cấp, tiêu đàm máu và ói thôi. Nhưng vì cái lịch khi mà trình online thì dư ra một buổi nên chị sẽ trình bày thêm cho các em về cái chuyên đề táo bón. Tuy nhiên, ở mức độ Y4 thì các em không cần nắm hết tất cả những vấn đề trong bài táo bón. Chị chỉ cần Y4 biết cho chị hai điểm qua cái bài này thôi ha. Mục tiêu thứ nhất là các em biết được là cái định nghĩa của táo bón và cái chẩn đoán một trường hợp táo bón trẻ em như thế nào ha. Thứ nhất là chẩn đoán táo bón. Và cái thứ hai
các em sẽ phải phân biệt được trên lâm sàng đâu là một trường hợp táo bón sinh lý, là táo bón này không nguy hiểm tới tính mạng ha, không có nguy hiểm gì cho em bé, và đâu là một trường hợp táo bón bệnh lý, là một trường hợp táo bón cần phải can thiệp sâu và điều trị như một bệnh lý thực thể ha. Nhắc lại mục tiêu chỉ cần hai thôi: một, nắm được định nghĩa táo bón, và hai, phân biệt được cho chị khi nào là một trường hợp táo bón cơ năng và khi nào là một trường hợp táo bón thực thể. Do đó bài này chị sẽ lướt nhanh qua những cái phần mà nó ngoài mục tiêu của Y4, chị sẽ trình bày ngắn gọn trong khoảng chưa tới 30 phút ha. Rồi, các phần của bài học hôm nay. Phần đầu tiên về đặt vấn đề ha các em. Thì trong tất cả các bệnh lý về nhi khoa ở trẻ em thì táo bón là một trong 10 vấn đề thường gặp ha các em ha. Đây không phải là một trong 10 bệnh lý thường gặp, nhưng lại là một trong 10 vấn đề thường gặp, có nghĩa là một trong những vấn đề mà ba mẹ thường hay than phiền khi tới gặp người bác sĩ nhi khoa. Và cái bệnh lý này thì nó gây ra một sự căng thẳng rất lớn cho cha mẹ. Đa số ba mẹ đều đến với một cái bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa trong cái lời than phiền là: bác sĩ ơi, tại sao con tôi nó lại đi tiêu khó như vậy, mỗi lần đi tiêu nó lại khóc, nó lại đau đớn, nó lại bị chảy máu như vậy. Và đa số tất cả các bậc cha mẹ đều đánh đồng táo bón là một biểu hiện của bệnh lý nguy hiểm. Đây là một bệnh lý sẽ ảnh hưởng tới cái sự phát triển lâu dài của em bé. Và ba mẹ sẽ có quan niệm là khi con tôi táo bón thì nó ăn không có hấp thu, đường ruột của nó bị bệnh và nó không có lớn. Thì làm thế nào mà mình giải quyết được cái căng thẳng của cha mẹ này? Của cha mẹ, chúng ta phải nhận ra đâu là một trường hợp táo bón cơ năng và đâu là một trường hợp táo bón thực thể. Thì về mặt dịch tễ học ha các em, táo bón là một vấn đề sức khỏe toàn cầu, và người ta ước tính ở trên toàn thế giới thì có 3% trẻ em xảy ra tình trạng táo bón. Và nếu tính riêng cái năm đầu tiên của cuộc sống là ở những trẻ dưới 1 tuổi thì 17-40% trẻ em có xuất hiện tình trạng táo bón. Và tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 thì trong những trẻ đến khám ngoại trú, táo bón chiếm 3-5% tổng số trẻ, thường gặp nhất là ở cái lứa tuổi trước khi trẻ đi học, là trước 6 tuổi các em. Trước khi đi vào phần định nghĩa táo bón thì chị xin nhắc lại về cái sinh lý đi tiêu, một cái hệ tiêu hóa bình thường của một em bé. Thì ở trẻ em, tần suất thải phân trung bình một ngày thì nó sẽ khác nhau theo từng cái lứa tuổi. Và đây là cái con số mà một nghiên cứu người ta đã cộng ra trung bình cộng cái số lần đi cầu của một bé. Trong đó một bé dưới 3 tháng thì bé đi cầu từ 2-3 lần một ngày. Và đối với một trẻ dưới 3 tháng, các em sẽ hỏi chế độ ăn của em bé là như thế nào. Nếu như em bé bú sữa mẹ hoàn toàn thì bé sẽ có khuynh hướng đi tiêu nhiều lần một ngày hơn là một em bé bú sữa công thức. Và cái con số 2-3 lần một ngày này là cộng chung cho tất cả các em bé ở các chế độ ăn. Và cái kinh nghiệm thực tế của chị thì chị thấy những em bé bú sữa mẹ hoàn toàn thì bé thường đi nhiều hơn 3 lần một ngày. Còn những em bé bú sữa công thức thì có thể bé đi 1-2 lần một ngày thôi. Và khi bé càng lớn thì số lần đi tiêu sẽ càng giảm xuống. Và khi qua 3 tuổi thì đa số các bé chỉ đi tiêu 1 lần một ngày thôi. Và đây là cái số lần đi tiêu bình thường. Còn cái hình dáng đi tiêu bình thường như thế nào? Thì trong cái bài táo bón chúng ta có một cái biểu đồ phân là Bristol stool chart. Các em nhìn lên cái biểu đồ này, nó sẽ có 7 dạng ha, 7 dạng mô tả cái hình dạng phân như thế nào. Cái dạng thứ nhất là phân từng lọn nhỏ và rời ra, hay là trên lâm sàng bà mẹ sẽ mô tả là con tôi đi như phân dê, hoặc là em bé nó đi phân nhỏ như là phân thỏ ha. Thì dạng thứ nhất là phân nhỏ nhỏ như phân dê. Dạng thứ hai là em bé đi một cục to, nhưng những cái khối phân này thì nó khô, nó rất khô và nó có những cái khía lổn nhổn, những cái u nổi rõ lên trên bề mặt. Dạng thứ ba, bé cũng đi một cục to, tuy nhiên nó không phải là những cái khía rõ như dạng thứ hai, mà nó ở cái dạng vết nứt trên bề mặt. Dạng thứ tư là bé đi một khối nguyên vẹn nhưng mềm mại và không có vết nứt. Dạng thứ năm là phân lỏng rời ra, và dạng thứ sáu, dạng thứ bảy là phân lỏng ha. Thì tùy thuộc vào quan điểm của một số tác giả, thông thường thì người ta quy ước dạng thứ nhất, dạng thứ hai là táo bón, dạng thứ sáu, dạng thứ bảy là tiêu lỏng, còn 3, 4, 5 là bình thường. Tuy nhiên,
một vài cái tác giả hoặc là ở một vài nơi thì người ta lại quy ước số 7 mới là tiêu lỏng, còn số 6 là bình thường. Thì khi chúng ta muốn biết chính xác bệnh nhân có tiêu lỏng hay không, chúng ta không chỉ nhìn vào đơn giản một cái là dạng thứ 6 hay dạng thứ 7, mà chúng ta sẽ kết hợp trên lâm sàng ha, là bé có thỏa tiêu chuẩn tiêu chảy không, cái tính chất tiêu phân đó so với bình thường như thế nào, có thay đổi số lần đi tiêu hay là có thay đổi tính chất đi tiêu hay không ha. Do đó các em sẽ thấy khi các em tìm hiểu cái bảng này trên mạng thì sẽ có một số bảng nó cho từ 3 tới 6 là phân bình thường, nhưng sẽ có những bảng từ 3 tới 5 bình thường. Thì nếu ở cái dạng phân số 6 là một cái dạng mà có vẻ như là lấn cấn giữa tiêu lỏng và bình thường thì chúng ta nên kết hợp với những cái tính chất đi tiêu khác. Và qua cái bảng này từ số 1 tới số 7 thì có một cái chị muốn nhấn mạnh với các em là cái số 1 á, trong cái bảng này cái số 1 là cái phân độ nặng nhất của táo bón luôn. Nhưng thông thường khi người nhà đi đến với chúng ta đi đến khám thì có một cái tình huống bà mẹ rất hay khai với chị ha, đúng lâm sàng là mẹ nói là bác sĩ ơi, con của tôi á lúc trước nó đi tiêu tốt lắm, nó đi tiêu phân nhỏ 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 như phân thỏ, nhưng mà dạo này nó đi một cục to, một cục rắn rất là khó đi. Thì khi chị cho mẹ xem cái biểu đồ phân Bristol thì mẹ lại nói lúc trước nó đi giống như số 1, phân nhỏ nhỏ như phân thỏ, sau khi bác sĩ cho nó uống thuốc táo bón xong rồi bây giờ nó đi nặng hơn, nó đi số 2. Thì thực chất là không phải, cái dạng phân số 1 á là cái dạng táo bón nặng nhất. Cái dạng phân số 1 tại sao mà nó có, đó chính là cái phân số 2 á, nó ứ ở trong cái lòng hậu môn trực tràng quá lâu. Khi mà nó ứ quá lâu như vậy ha thì nó có thể rã ra từng viên nhỏ, hoặc là cái sự co thắt của cơ hậu môn và cái sự co thắt của trực tràng nó không đủ sức nó tống một khối phân ra ngoài, mà nó chỉ đủ sức để nó tống từng phần từng phần từng phần, rã từng phần của khối phân thôi. Do đó cái dạng số 1, cái dạng đi phân dê phân thỏ nó mới là dạng táo bón nặng nhất ha các em. Rồi, còn đây là định nghĩa của táo bón ha. Thì theo như tiêu chuẩn Rome 3 thì người ta chia ra hai cái định nghĩa là táo bón ở trẻ dưới 4 tuổi và táo bón ở trẻ trên 4 tuổi ha. Thì đây là mục tiêu thứ nhất mà các em phải nắm ở trong bài này. Chứ không cần các em phải thuộc ha, các em có thể lưu cái phần này lại. Khi nào chúng ta gặp một bệnh nhân táo bón, chúng ta mở cái bảng điểm này ra để mình đánh giá coi có đủ cái tiêu chuẩn của bảng điểm này hay không ha. Ở trẻ dưới 4 tuổi, chúng ta sẽ đánh giá em bé trong vòng 1 tháng. Và nếu trong 1 tháng bé có ít nhất 2 trong 6 tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ chẩn đoán là trẻ bị táo bón ha. Tiêu chuẩn thứ nhất, bé có dưới 2 lần đi tiêu mỗi tuần, và các em lưu ý ở đây có dấu bằng ha. Có nghĩa là bé đi một lần hoặc 2 lần đi tiêu mỗi tuần là em bé đủ một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ hai là ít nhất một lần són phân mỗi tuần ở trẻ được huấn luyện đi tiêu. À, vậy thì cái tiêu chuẩn thứ hai són phân là gì ha? Són phân tên tiếng Anh là fecal incontinence, còn tên tiếng Việt á, để dễ hiểu hơn á, thì dân gian mình hay nói là ỉ đùn đó, ha các em ha. Són phân hay là ỉ đùn có nghĩa là đi tiêu mà không tự chủ, có nghĩa là em bé nó không hề ý thức được là em bé nó đi tiêu, và em bé nó cũng không có những cái động tác mà rặn đi tiêu như là em bé gồng mình, em bé co thắt cái cơ hậu môn hay là gồng đỏ mặt ha. Em bé tiêu một cách mà em bé không biết gì hết ha, một lượng ít phân rò rỉ ra quần của em bé và em bé hoàn toàn không có ý thức gì về điều này hết ha. Thì những bệnh nhân mà bị táo bón nặng, một số bệnh nhân sẽ đi đến khám với chúng ta trong cái bệnh cảnh không phải là vì em bé đi táo bón mà là bị són phân, và mẹ sẽ than là bác sĩ ơi, con tôi á sao mà dạo này nó hay ỉ đùn quá. Nó đi học mà cô giáo nói một ngày thay cả chục cái quần luôn. Thì khi chị hỏi câu thứ nhất, một ngày thay một chục cái quần, vậy mỗi cái quần đó lượng phân như thế nào, thì mẹ nói là chỉ có chút xíu à, vài giọt phân mỏng dính à ha. Thì các em thấy một lượng ít phân rò rỉ ra quần trẻ, một lượng rất là ít ha, nó không phải là một lần đi tiêu thật sự. Câu thứ nhất mẹ nói là mỗi lần nó đi tiêu có chút xíu à, có vài giọt dính quần. Và câu thứ hai chị hỏi bao nhiêu lâu thì em bé nó đi tiêu được một cái cục phân to thiệt là to, thì mẹ nói là 1-2 tuần nó mới đi được một cục phân to bác sĩ ơi. Rồi vậy thì chúng ta quay lại cái định nghĩa này, chúng ta thấy trường hợp em bé khi nãy em bé són phân nhiều hàng ngày và em bé đi tiêu phân to 1 tới 2 tuần mới đi tiêu một lần, em bé này đã đủ 2 tiêu chuẩn của táo bón chức năng rồi ha các em ha. Rồi và cái són phân này
thì cơ chế của nó là do khối phân lỏng ở ruột non luồn lách qua khối phân cứng ở trực tràng và thoát ra ngoài. Chị sẽ đưa các em coi cái hình này để dễ hình dung ha. Thì các em nhìn cái hình ở trên slide này, cái khối phân táo bón của em bé ha là hard stool, đó chính là cái khối phân cứng. Cái khối đó nó giống như là một cái nút chặn, nó bị nghẹt ở cái phần cuối trực tràng. Và khi cái khối phân nó kẹt như vậy thì thứ nhất, cái lớp phân bên ngoài nó nằm ở bên ngoài ứ động quá lâu thì nó sẽ bị rối loạn hấp thu nước và điện giải, nó sẽ rối loạn tái hấp thu. Có thể nó sẽ không còn được cái chức năng cô đặc phân nữa mà ngược lại nó sẽ tái hấp thu ngược nước trở về. Cái thứ hai nữa, khi trực tràng nó co thắt liên tục như vậy để tống phân ra, cái lực co thắt của trực tràng không đủ để tống một cái khối phân lớn là cái khối hard stool ra, mà chỉ đủ để làm rã cái khối phân bên ngoài thôi, thì lúc này sẽ xuất hiện cái Lewis stool. Các em thấy trên hình ha, Lewis stool là phân lỏng và nó bao quanh bên ngoài luồn lách giữa cái phần niêm mạc ruột và cái khối phân, thì cái Lewis stool này nó chảy ra ngoài gây ra hiện tượng sóng phân hay còn gọi là ỉa đùn. Tiêu chuẩn thứ ba là trẻ có tiền sử có cái tư thế nín nhịn phân hoặc là tiền sử ứ phân rất nhiều. Thì cái tư thế nín nhịn phân này là gì? Thì cái hành vi nín giữ phân bao gồm những cái hành vi như sau. Hành vi nín giữ phân hay nói một cái cách mà nó dân gian, nó thực tế hơn là hành vi nín đi tiêu ha các em ha. Hành vi nín đi tiêu, nín đi cầu. Nó là tư thế em bé nó sẽ ngồi xổm. Em bé có thể bắt chéo hai chân mỗi lúc mà cái cơn đi tiêu tới. Em bé gồng cứng người, đỏ mặt, đỏ mồ hôi, khóc, bấu vào mẹ vật dụng hoặc là trốn. Và cái hành vi nín giữ phân này làm sao chúng ta biết được lúc đó em bé nó đang nín giữ phân ha. Ví dụ như em bé có thể ngồi xổm khi em bé đau bụng, hoặc là em bé có thể đỏ mặt, đổ mồ hôi khi nó nóng, khó chịu. Thì người mẹ sẽ cho chúng ta biết là em bé nó rất khó đi tiêu bác sĩ. Mỗi lần mà nó đau bụng đi tiêu thì nó chạy vào nhà vệ sinh, nhưng nó lại không đi tiêu mà chạy vào nhà vệ sinh xong đó nó bắt chéo hai chân. Hoặc là chạy vào nhà vệ sinh nhưng mà ngồi xổm lại không có chịu tụt quần ra. Đó là vì lúc đó cái cơn co thắt trực tràng hậu môn của em bé tới gây ra cho em bé cái đau bụng. Tuy nhiên cái khối phân đó lại không thể tống ra ngoài, hoặc là cái hậu môn của em bé đang có một cái biến chứng do táo bón như là đang nứt hậu môn hoặc loét hậu môn gây ra em bé vừa muốn đi tiêu mà không thể đi tiêu. Đó là cái nguồn gốc của cái tư thế nín nhịn phân ha. Thứ tư là tiền sử bé có đi tiêu đau hoặc là đi tiêu một cách khó khăn, bé phải rặn nhiều và bé phải ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu. Thứ năm, hiện diện một khối phân lớn ở trong trực tràng. Thì hiện diện khối phân lớn trong trực tràng này chúng ta có thể thăm khám được trên lâm sàng ha các em. Chúng ta sẽ khám bụng bệnh nhân và sờ thấy một cái khối phân lổm nhổm ha, và vị trí thường là ở bên hố chậu trái, đó là vị trí của cái đại tràng sigma. Ngoài ra khi chúng ta tút xê, chúng ta khám hậu môn trực tràng thì cái đầu ngón tay của chúng ta sẽ chạm vào cái đầu khối phân rất khô và rất cứng. Và cái yếu tố cuối cùng thứ sáu là tiền sử đi tiêu phân to, muốn nghẹp toilet ha. Rồi xin nhắc lại, đây là 6 tiêu chuẩn trong cái tiêu chuẩn Gram. Nếu trong một tháng bé có 2 tiêu chuẩn thì mình chẩn đoán táo bón. Còn ở trẻ lớn hơn 4 tuổi thì nó cũng tương tự ha. Hai cái này nó cũng tương tự như nhau. Có điều cái chị gạch dưới cái khác nhau á, cái số 3 ở trẻ nhỏ là tiền sử ứ phân rất nhiều, và cái số 3 ở trẻ lớn là có nín nhịn. Đây là định nghĩa của ứ phân ha các em ha. Ứ phân là khi có khối phân rất lớn trong trực tràng hoặc ổ bụng, khó tống xuất ra ngoài theo ý muốn. Ứ phân có thể phát hiện qua khám bụng, sờ thấy khối phân ở hố chậu trái hoặc qua trực tràng khi chúng ta tút xê, khám hậu môn trực tràng, hoặc bằng các phương pháp khác. Phương pháp khác là gì? Là siêu âm bụng, là chụp X-quang bụng, chúng ta nhìn thấy được cái khối phân. Phần sinh lý bệnh chị sẽ lướt sơ qua ha. Chị nói sơ một tí xíu về slide này. Từ sinh lý quá trình thải phân thì có một số cơ chế gây ra táo bón ha. Cơ chế thứ nhất, giảm nhu động đại tràng. Cơ chế này mình dễ hiểu ha. Đại tràng giảm co bóp, giảm co thắt thì giảm tống xuất phân ra ngoài. Cơ chế thứ hai và thứ ba là liên quan tới thần kinh cơ, là do thần kinh cơ bị tổn thương hoặc làm bất thường cái cảm giác vùng trực tràng
Thì khi thần kinh cơ bị tổn thương như vậy thì cái cảm giác mất đi tiêu nó sẽ không đến cùng lúc với cái lúc với khi mà cái khối phân nó đầy và cần được tống xuất ra ngoài, giữ đến việc cái khối phân nó được giữ trong cái cơ thể rất lâu, cứng và tăng kích thước. Và cái cơ chế cuối cùng là bất thường giải phẫu học gây hẹp hậu môn trực tràng. Này chúng ta không cần nhớ, không có trong mục tiêu chính của Y4 ha. Và ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thói quen nhịn đi tiêu đóng vai trò quan trọng trong cơ chế sinh lý bệnh. Tại sao ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bé nó lại nhịn đi tiêu? Nếu như các em khám một bệnh nhân táo bón mà lứa tuổi nhỏ, khi khai thác ra yếu tố nguy cơ tại sao em bé nó lại táo bón thì thấy phần nhiều em bé nó sẽ rơi vô cái trường hợp là em bé nó nhịn đi tiêu. Lý do nhịn đi tiêu ở trẻ em có thể, thứ nhất là em bé nó ham chơi, có thể lúc đó em bé nó mải mê chơi, coi tivi, điện thoại hay nghịch phá gì đó, nên tới cái cơn mà muốn đi tiêu bé nó sẽ nhịn để qua cái cơn đó để mình được đi chơi tiếp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể em bé nó đi học, đi nhà trẻ, đi mẫu giáo thì mỗi lần mà phải xin cô đi vệ sinh có thể là bị cô giáo la, hoặc là cô không cho phép, hoặc là sợ hãi không dám xin cô. Thì cái yếu tố thứ hai khi em bé nó đi nhà trẻ nó nhịn đi tiêu cũng là một cái thường gặp. Và cái thứ ba là có thể bé nhịn đi tiêu do em bé bị đau, có thể trước đó em bé có một cái tổn thương gì đó, hoặc là có một cái ngày đẹp trời nào đó em bé nó ăn trúng cái thức ăn hơi nóng trong người, hơi táo bón, gây ra rách hậu môn, gây ra bị trĩ nhẹ, thì cái tổn thương thực thể đó làm cho bé đau và từ đó bé sợ hãi, bé không muốn đi tiêu nữa. Khi nhịn đi tiêu kéo dài như vậy, phân ứ động tại trực tràng một thời gian dài, lâu ngày sẽ dẫn tới giảm nhận cảm cảm giác vùng hậu môn trực tràng. Giảm nhận cảm cảm giác vùng hậu môn trực tràng là gì? Thứ nhất, khi cái khối phân đầy nó chạm xuống dưới vùng hậu môn trực tràng, bé nó sẽ không có mắc đi tiêu nữa. Có nghĩa là khi ứ phân nhiều, bình thường một em bé khỏe mạnh bình thường sẽ mắc đi tiêu và sẽ đi tiêu, nhưng một em bé táo bón bị giảm nhận cảm, bé sẽ không có cảm giác gì hết. Không có cảm giác thì không đi tiêu được và càng ứ phân. Và cái thứ hai, giảm nhận cảm cảm giác này nó còn có một ý nghĩa khác là bé nó có thể cắt đứt cái luồng thần kinh một cách rất nhanh chóng. Ví dụ khi cái cơn mắt đi tiêu nó ập tới, em bé nó sẽ cố gắng mím môi gồng người nhịn, và chỉ cần em bé nó nhịn khoảng vài giây thôi là cái dòng thác thần kinh đó nó đã cắt đứt và cái cảm giác mất đi tiêu không còn nữa. Rồi, về thứ tư, nguyên nhân thì nguyên nhân táo bón được chia làm hai nhóm lớn, gồm táo bón chức năng trên 90% ha. Táo bón chức năng là gì? Đó là do rối loạn cái nhu động ruột, không có một cái bệnh lý thực thể nào hết. Và nguyên nhân táo bón thực thể thì chiếm dưới 5%, thì đây là mục tiêu thứ hai trong bài học của các em ha. Mục tiêu của các em là phân biệt được giúp chị hai nhóm bệnh nhân này, em nghĩ bệnh nhân táo bón chức năng, hay là bệnh nhân này em nghĩ bệnh nhân bị táo bón thực thể. Và về phía nhóm thứ nhất, táo bón chức năng, thì người ta nhận thấy có ba cái giai đoạn mà em bé rất dễ rơi vào cái táo bón chức năng. Giai đoạn thứ nhất là bé vừa mới chuyển từ chế độ ăn lỏng sang chế độ ăn đặc ha. Giai đoạn chuyển từ chế độ ăn lỏng sang đặc này thường xảy ra trong khoảng từ 8 tới 10 tháng, là lúc mà em bé nó chuyển từ bột, từ cháo loãng sang cháo đặc hoặc là chuyển sang cơm. Thì cái giai đoạn chuyển từ chế độ ăn lỏng sang chế độ ăn đặc này, đường tiêu hóa của em bé nó đang phát triển và nó không kịp với cái việc thích nghi từ tiêu hóa thức ăn lỏng sang thức ăn đặc, nên có thể cái nhu động ruột chưa bắt nhịp kịp thời với sự tiêu hóa thức ăn. Đây là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn đầu lúc em bé nó mới tập ngồi bô, thì cái cảm giác lúc em bé nó ngồi bô cộng với em bé nó chưa có một cái sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa cái việc mà mình ngồi bô với mình rặn, với lại mình tìm cách mình co thắt mấy cái cơ, mình học cách đi ị, thì những cái rối loạn về cái cảm xúc của em bé và thay đổi cái sự mới lạ từ ị trong tã sang ngồi bô có thể cũng làm táo bón chức năng. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn đến trường. Giai đoạn đến trường này nó sẽ liên quan tới cái hành vi là bé sợ một môi trường lạ và nhịn đi tiêu nhiều hơn. Rồi, các yếu tố thúc đẩy táo bón chức năng. Thứ nhất, đó là trẻ từ chối đi tiêu, hay còn gọi là trẻ nhịn đi tiêu ha. Trẻ từ chối đi tiêu có thể là trẻ bị đau do trẻ có một cái nứt hậu môn, một cái trĩ, một cái tổn thương ở hậu môn trước đó, hoặc là trẻ từ chối đi tiêu là cố ý ha. Ví dụ như
bé ham coi tivi, bé ham coi điện thoại, hoặc là bé sợ đi học, hoặc là lúc đang đi chơi, đi du lịch vui quá nên nhịn đi tiêu, thì yếu tố thúc đẩy thứ nhất là trẻ từ chối đi tiêu. Yếu tố thứ hai là trẻ không được tập thói quen đi tiêu đúng cách. Không được tập thói quen đi tiêu đúng cách là gì? À, cái thứ nhất có thể là bé không học được cách là phải đi tiêu đúng giờ. Nếu như mẹ tập cứ 5 giờ chiều con ngồi vô giúp mẹ ha, 5 giờ chiều con cứ ngồi vô, con đi tiêu được thì tốt, còn không được con cứ ngồi đó 15 20 phút, thì chính cái hành động tập đi tiêu mỗi ngày như vậy sẽ cho em bé nó quen được cái giờ giấc đi tiêu mỗi ngày của em bé. Đó cũng là một cách tập đi tiêu đúng. Cái thứ hai, có thể khi em bé nó tới cái lúc mà em bé mắc đi tiêu mà mẹ đưa em bé đi tiêu liền, thì cái việc đó nó được giải tỏa và cái vòng thần kinh, cái phản xạ đi tiêu được liền mạch. Tuy nhiên ở những trường hợp em bé muốn đi tiêu nhưng không có được giải quyết đi tiêu liền, ví dụ như đi học, khi em bé nói cô ơi con muốn đi vệ sinh, cô nói để học xong bài này, hoặc là để tới giờ ra chơi, hoặc là để tới cái tiết này mình mới được đi, thì tới cái lúc em bé nó nhịn mất một cái thời gian 15 20 phút như vậy thì cái phản xạ mắc đi tiêu nó không còn nữa. Đây là một cái thói quen đi tiêu sai. Và một cái ý nữa trong cái thói quen đi tiêu đúng cách đó chính là cái tư thế đi tiêu đúng nữa ha các em ha. Rồi thì chút nữa chị sẽ cho các em coi một cái hình về cái tư thế đi tiêu đúng và tư thế đi tiêu sai. Cái tư thế đi tiêu sai này nó sẽ gây góp phần thúc đẩy cái táo bón chức năng. Một yếu tố khác là em bé bị mất cân bằng cảm xúc. Người ta đã nghiên cứu là những cái bệnh lý về ức chế thần kinh, mất cân bằng cảm xúc theo cái hướng âm, ví dụ như bị trầm cảm, bị buồn bã, bị stress, lo lắng, hoang mang, tất cả những cái đó đều là một cái yếu tố nguy cơ gây ra táo bón. Và cuối cùng là một cái chế độ ăn không hợp lý, thiếu nước, trái cây, rau củ, chất xơ. Cái ý này thì tất cả các bạn đều biết rồi ha. Rồi còn về táo bón thực thể. Táo bón thực thể chúng ta sẽ có những cái nguyên nhân như bất thường giải phẫu, thần kinh cơ, chuyển hóa, nội tiết và thuốc. Chị sẽ nói sơ cụ thể về các nguyên nhân trong nhóm này, các em chỉ cần nghe lướt qua thôi không cần nhớ ha. Về bất thường giải phẫu, ví dụ như có các bệnh lý tại hậu môn, không hậu môn, hẹp hậu môn, nứt hậu môn, chấn thương hậu môn ha. Những bệnh lý về hậu môn nó sẽ liên quan trực tiếp tới đi tiêu, tại vì sao? Cái vòng sinh lý đi tiêu khi nãy có lướt sơ qua, nó có liên quan tới cái vùng nhạy cảm tại hậu môn. Dị dạng hậu môn trực tràng có một cái khối u vùng chậu chèn vào. Nguyên nhân thứ hai là về thần kinh cơ, thì cái nhóm này có thể các em sẽ không nắm hết các bệnh này đâu, các em chỉ cần biết là trong nhóm thần kinh cơ này thì những thần kinh cơ bất thường liên quan tới cái vùng hậu môn và trực tràng ha, bao gồm Hirschsprung, chấn thương tủy, thoát vị tủy, chèn ép tủy, vân vân. Nhóm thứ ba là một số bệnh lý chuyển hóa nội tiết như là suy giáp, hạ kali, đái tháo nhạc. Nhóm thứ tư là một số thuốc gây táo bón, thì chúng ta không cần nhớ kỹ tất cả các nguyên nhân này ha. Mục tiêu của Y4 là phân biệt táo bón cơ năng và táo bón thực thể. Do đó mục tiêu của chúng ta chú ý vào cái slide này giúp chị nha. Đây là những dấu hiệu cảnh báo nguyên nhân thực thể. Vậy thì đứng trước một bệnh nhân táo bón, chúng ta sẽ kiểm tra hết tất cả những yếu tố trong cái checklist này ha. Nếu như bé có một trong những cái yếu tố trên slide này, một trong những cái yếu tố là dấu hiệu cảnh báo nguyên nhân thực thể, có nghĩa bệnh nhân này nằm trong cái nhóm là táo bón thực thể dưới 5%. Còn nếu như bé không có bất kỳ một cái yếu tố nào trong nhóm này thì bệnh nhân này thuộc nhóm táo bón chức năng trên 90% các em ha. Rồi vậy thì vấn đề của chúng ta dừng lại ở slide này ha, là chúng ta biết cách làm thế nào phân biệt được một bệnh nhân táo bón chức năng và làm thế nào phân biệt một bệnh nhân táo bón thực thể. Các dấu hiệu gợi ý bệnh nhân táo bón do một nguyên nhân thực thể bao gồm bệnh nhân chậm tiêu phân su trên 48 tiếng. Thì ở bài trình bệnh tiêu chảy chị đã có nói rồi ha, sinh lý của một em bé bình thường là bé sẽ đi tiêu phân su trong vài giờ đầu sau sanh, và đặc biệt là nếu bé chậm tiêu phân su trên 48 giờ đầu sau sanh, nó gợi ý bé có một cái bất thường nào đó, có thể là bất thường giải phẫu về đường tiêu hóa hoặc là em bé đang có một cái nhiễm trùng sơ sinh, một bệnh lý như suy giáp vân vân ha. Thì dấu hiệu đầu tiên là chậm tiêu phân su trên 48 giờ. Các dấu hiệu khác bao gồm bụng chướng chậm lớn, sụt cân, có bất thường ở hậu môn, có tiêu máu, có sốt,
nôn dịch mật, bất thường cơ, vân vân ha. Táo bón xảy ra sớm trước 1 tháng và tiền căn gia đình có bệnh Hirschsprung, thì chúng ta không cần thuộc hết tất cả những yếu tố trên đây, các bạn chỉ cần biết cái bảng checklist này chúng ta sẽ dùng khi chúng ta muốn chia phân nhóm nguyên nhân của một bệnh nhân táo bón. Rồi, và về hậu quả một bệnh nhân táo bón ha. Thứ nhất, khi phân ở lâu trong trực tràng thì sẽ kích thích ra những rối loạn thần kinh như cáu gắt, dễ tức giận, mệt mỏi và mất tập trung. Và cái thứ hai, khi mà ứ động phân lâu ngày như vậy thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tích tụ vi khuẩn, làm cơ thể dễ bị nhiễm khuẩn. Thì ở nhóm thứ hai này, khi mà một em bé táo bón lâu ngày, em bé cơ thể nó rất là yếu ớt ha các em ha, nó rất dễ bị những cái bệnh nhiễm trùng, không những là nhiễm trùng ở đường tiêu hóa mà có thể có những cái nhiễm trùng khác như là nhiễm trùng hô hấp, viêm mũi họng, viêm tai giữa vân vân. Bởi vì cái hệ vi khuẩn thường trú trong cơ thể của em bé nó đã bị rối loạn. Hậu quả tiếp theo nữa là khi phân khô, cứng, em bé phải dùng nhiều sức, sẽ dùng nhiều lực hơn để rặn cho tống ra được cái khối phân đó và sẽ gây ra các biến chứng nứt hậu môn, trĩ, sa trực tràng. Ngoài ra, tình trạng em bé són phân hay còn gọi là ỉ đùn thường xuyên sẽ gây ra trẻ sợ sệt, ngại ngùng trong việc giao tiếp, sinh hoạt và ảnh hưởng tới quá trình phát triển nhân cách của trẻ. Và cuối cùng, táo bón sẽ trực tiếp gây kém hấp thu, chậm tăng trưởng và giảm chất lượng cuộc sống của trẻ. Rồi, về lâm sàng và về phần khám ha, chị sẽ lướt sơ qua ha, các em tự đọc trong slide ha, chúng ta không cần nắm. Chị xin nói sơ về cận lâm sàng. Cận lâm sàng các em nên nhớ, trong táo bón chức năng, cận lâm sàng hầu như không có chỉ định. Nếu như chúng ta đã hỏi kỹ bệnh sử và khám lâm sàng, chúng ta chỉ có hai chỉ định cận lâm sàng duy nhất ha các em ha. Thứ nhất, nếu như các em dùng cái bảng checklist hồi nãy, các em thấy bệnh nhân có nghi ngờ là đây là táo bón thực thể chứ không phải táo bón chức năng. Và cái thứ hai, một bệnh nhân táo bón chức năng mà thất bại điều trị, chúng ta đã điều trị đủ hết các bước nhưng bệnh nhân đó vẫn không đáp ứng, thì lúc đó chúng ta mới chỉ định cận lâm sàng. Xin nhắc lại, chỉ định cận lâm sàng trong một trường hợp táo bón thực thể là không cần thiết. Chúng ta chỉ có hai chỉ định, một là nghi ngờ nguyên nhân thực thể và hai là táo bón chức năng nhưng thất bại với điều trị. Và các cận lâm sàng có giá trị trong táo bón bao gồm X quang bụng không sửa soạn, chúng ta sẽ không thấy một cái hình ảnh đặc hiệu nào mà chỉ thấy mơ hồ là các quai ruột giãn rộng và chướng hơi. X quang bụng không sửa soạn không giúp chẩn đoán táo bón ha. X quang bụng không sửa soạn chỉ giúp chẩn đoán loại trừ những nguyên nhân khác thôi. Ví dụ, chúng ta muốn phân biệt một trường hợp táo bón chức năng với một trường hợp bệnh nhân bị táo bón do có u vùng cùng cục chèn ép, thì chụp X quang sẽ giúp chúng ta định vị được cái khối u ha. Và cái cận lâm sàng tiếp theo là chụp đại tràng cản quang. Chụp đại tràng cản quang này, người ta sẽ bơm thuốc cản quang vào đại tràng giúp đánh giá kích thước của đại tràng bao gồm chiều dài và chiều rộng. Rồi, cái này các em không cần biết ha. Và cận lâm sàng thứ ba là đo áp lực hậu môn trực tràng, thì cũng sẽ lướt sơ luôn ha. Rồi, chắc sơ về cái tiếp cận một bệnh nhân táo bón. Đây là cái sơ đồ tiếp cận bệnh nhân táo bón, thì chị sẽ phân tích nhanh cái sơ đồ này. Khi bệnh nhân có táo bón, thứ nhất, chúng ta sẽ xác định bệnh nhân có thật sự táo bón hay không. Làm thế nào để xác định bệnh nhân thật sự táo bón? Xác định theo tiêu chuẩn RULM. Khi nãy chị đã nói với các em ha, mục tiêu thứ nhất của bài học hôm nay, xác định bệnh nhân táo bón theo tiêu chuẩn RULM. Và khi bệnh nhân đã có táo bón rồi, mình sẽ xác định hậu quả của táo bón, nguyên nhân của táo bón là gì. Và về phần mặt nguyên nhân, chúng ta sẽ lập tức lấy cái bảng checklist các dấu hiệu cảnh báo nguyên nhân thực thể để chia ra hai nhóm: bệnh nhân này bị một cái táo bón chức năng hay bệnh nhân có một cái táo bón thực thể. Và nếu như bệnh nhân có một cái táo bón thực thể, chúng ta sẽ điều trị nguyên nhân. Còn nếu như bệnh nhân có một cái táo bón chức năng, thì các em sẽ thấy cái bước điều trị của mình lại là điều trị yếu tố thúc đẩy, bao gồm thay đổi môi trường sống, tập thói quen đi tiêu, mất cân bằng cảm xúc, chậm phát triển trí tuệ, hoặc là điều chỉnh chế độ ăn, vân vân ha. Chúng ta sẽ điều chỉnh những cái yếu tố thúc đẩy. Và nếu như vẫn không điều chỉnh được những cái yếu tố thúc đẩy này, mới bắt đầu vào điều trị. Thì tóm lại, nhìn một lần lại cái sơ đồ này, nhớ giúp chị ở ý thứ nhất, thật sự táo bón hay không, tiêu chuẩn chẩn đoán của RULM. Ý thứ hai, dấu hiệu cảnh báo nguyên nhân thực thể, để biết chúng ta sẽ đi theo hướng cơ năng hay thực thể.
phần trình bày của chị về táo bón đến đây là hết ha. Chị sẽ mở cái đề thi ra cho các em xem sơ báo. Rồi, thì đây là đề thi của các em ha. Chút nữa chị sẽ gửi cho nhóm trưởng ha. Phần còn lại trong ngày chúng ta sẽ hoàn thành cái bài thi giúp chị. Và hạn chót là tối chủ nhật các bạn nộp cho nhóm trưởng. Nhóm trưởng tổng hợp lại nộp cho chị hạn chót là tối thứ ba. Thì cái đề thi của các em chị sẽ cung cấp một cái bệnh, một cái tình huống lâm sàng ha. Bao gồm phần hành chánh, lý do nhập viện, bệnh sử, tiền căn, phần khám ha. Rồi, và kết quả cận lâm sàng ha. Đơn giản ha. Các câu hỏi chị đặt ra cho các em nha, tóm tắt bệnh án và đặt vấn đề 2 điểm, phần chẩn đoán sơ bộ và phân biệt 3 điểm, biện luận lâm sàng 3 điểm, biện luận cận lâm sàng 1 điểm và chẩn đoán xác định là 1 điểm ha. Các thông tin trong bệnh án chị đã cung cấp rất đầy đủ rồi ha. Bây giờ chị sẽ gửi cho các em. Rồi, các bạn có gì thắc mắc nữa không về cái bài táo bón hôm nay cũng giống như là cái bài thi luôn? Chị ơi, trong điều trị táo bón có cho bé uống kẽm, vậy nếu bé dư kẽm thì có gây ra táo bón hay không ha? Thì nếu dư phải dư ở mức độ nào em? Nếu dư ở cái mức ngộ độc kẽm luôn thì nó mới gây ra táo bón ha. Thì cái lúc đó chúng ta sẽ mở dược điển ra, chúng ta dò lại phần liều lượng kẽm, coi cái liều mà bệnh nhân dư có phải là cái liều ngộ độc hay không. Nếu như bệnh nhân dư kẽm tới cái liều ngộ độc thì nó mới gây ra táo bón ha em ha. Và chúng ta cũng có một cái xét nghiệm là định lượng kẽm. Cái xét nghiệm đó nó không thông dụng, nhưng mà chị nhớ là ở Chợ Rẫy có, chị đã từng cho bệnh nhân làm. Nếu em nghi ngờ, em thấy lâm sàng, em tính ra bệnh nhân dùng kẽm rất là nhiều, vượt qua ngưỡng ngộ độc, thì chúng ta sẽ làm định lượng kẽm trong huyết thanh. Và nếu như định lượng cái nồng độ kẽm nó ở cái nồng độ độc thì lúc đó chúng ta mới kết luận được là bé táo bón do ngộ độc kẽm. Các bạn cho chị hỏi là có cách nào mà chị gửi cái file Word này lên Microsoft Teams luôn không? Dạ, chị bấm vô phần tab của cái group lâm sàng đó chị, rồi chị tải lên ạ. Bấm vô phần bài phần tab. Dạ. Rồi chị tải lên là có đề ở chỉnh không ạ? Không có biết làm. Thôi chị gửi cho nhóm trưởng rồi nhóm trưởng gửi cho các bạn nha. Dạ em nghe ạ. Rồi chị gửi nhóm trưởng nhắn cho chị mail, chị gửi mail cho em rồi em chuyển cho các bạn nha. Dạ. Ôi vậy chị ơi. Em có một thắc mắc bài táo bón đó chị. Rồi em mời em hỏi. Vậy em cho em hỏi ở chỗ tiêu chuẩn ROM 3 cho trẻ dưới 4 tuổi đó chị, là mình phải những cái tiêu chuẩn đó mình theo dõi trong vòng 1 tháng đó, thì em thắc mắc là cái mốc 1 tháng đó trên thực tế mình có áp dụng được không? Tại vì em nghĩ em đoán thôi là nếu như mẹ thấy trẻ táo bón có 2-3 tuần là đã bắt đầu đưa đi khám hoặc là có thể đã can thiệp bơm thuốc được cho trẻ rồi thì mình không có đủ tiêu chuẩn đó chị. Nếu như trên lâm sàng thực tế em bé chưa có đủ 1 tháng, chúng ta sẽ can thiệp bằng những cái biện pháp dùng thuốc, không dùng thuốc ha các em ha.
Ví dụ như bé mới bị có 2-3 tuần, lúc đó chúng ta sẽ tác động vô những cái biện pháp không dùng thuốc. Ví dụ như uống nhiều nước nè, ăn rau trái cây nè, không có nhịn đi tiêu nè. Chúng ta sẽ tác động vào những cái phương pháp đó và hẹn mẹ tái khám sau 1-2 tuần. Và tại thời điểm tái khám, lúc đó bé đã đủ 1 tháng rồi, thì một lần nữa chúng ta sẽ đánh giá lại cái tiêu chuẩn, chẩn đoán táo bón cũng như là đánh giá coi cái táo bón này là cơ năng hay thực thể ha em ha. Dạ, em cảm ơn chị.